Thưa quý vị, phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông được xác định là giải pháp nâng cao chất lượng bậc học trung học phổ thông và hướng tới nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Và tại Long An, để thực hiện hiệu quả công tác này, nhiều đơn vị đã và đang nỗ lực trong việc mở ra định hướng mới cho học sinh sớm được tiếp cận với nghề nghiệp để phát triển kinh tế gia đình. Thực hiện đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông của tỉnh Long An, thời gian qua, 25 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động phối hợp với các địa phương tổ chức hội nghị tư vấn tuyển sinh phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông, đồng thời tư vấn tuyển sinh trực tiếp, tổ chức cho học sinh lớp 9, lớp 12 tham quan, trải nghiệm học nghề tại trường nghề. Thứ nhất là tiếp tục thực hiện cái công tác tư vấn tuyên truyền tại các địa phương, đặc biệt mới đây trung tâm cũng phối hợp với tỉnh đoàn để đặt cái điểm tư vấn học nghề và giới thiệu việc làm tại các huyện, thị, thành đoàn. Thực tế cho thấy công tác giáo dục định hướng phân luồng tốt sẽ tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc, tránh lãng phí nguồn nhân lực xã hội, giảm tỷ lệ thất nghiệp nông thôn và thành thị, giảm 15% số hộ nghèo theo tiêu chí mới. Từ năm 2019 đến nay, Trung tâm Giới thiệu Việc làm tỉnh Long An có khoảng 500 học sinh liên kết đào tạo trình độ trung cấp với trường cao đẳng Long An với các nghề như điện, cơ khí, tin học và may công nghiệp. Dạ, em muốn học nghề để rút ngắn cái thời gian đi làm sớm hơn. Một phần là do sở thích, thích ngành công nghệ thông tin. Cái thứ hai nữa là chi phí thì mình không có tốn nhiều chi phí, không còn phải đóng học phí, được miễn phí học suốt 2 năm trung cấp. Ngoài việc rút ngắn thời gian học tập và có thể tiếp cận với nghề nghiệp từ sớm, học viên tham gia học nghề còn có cơ hội đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Bởi sau khi tốt nghiệp tại trường cao đẳng Long An, sinh viên sẽ được đưa đến công ty ESU2 trang bị thêm kiến thức, kỹ năng mềm, luật pháp và tiếng Nhật chuyên ngành để chuẩn bị phỏng vấn với các đối tác và tuyển dụng tại Nhật Bản. Thì cái thời gian học ở đây thì các em sẽ học 2 năm học nghề và 1 năm học văn hóa. Trong thời gian đó thì trong 3 năm đó thì song song đó nhà trường sẽ lồng ghép dạy tiếng Nhật các em. Thì mục đích là các em 15 tuổi vào học nghề 3 năm, học nghề với học văn hóa 3 năm là các em 18 tuổi là đủ tuổi để tham gia làm việc ở nước ngoài. Rõ ràng việc phân luồng kịp thời chính là giải pháp hữu hiệu tạo bước đột phá về chất lượng hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông, góp phần chuyển biến mạnh mẽ công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông vào học các loại nghề phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực quốc gia, hội nhập khu vực và quốc tế.